Hello, xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tuấn Xe nhá. Hôm nay thì mình sẽ đem đến cho các bạn một cái combo mà có thể nói là vua của cận chiến luôn. Có nghĩa là hôm nay mình sẽ chỉ bắn cận chiến thôi anh em nhá, mình không bắn xa luôn. Đó là combo UMP kèm với cả một khẩu súng shotgun nào đó. Đấy, thì rất mong là trong cái clip trận đấu này ấy, mình sẽ đem đến cho các bạn một trận đấu top 1 luôn. Đấy, và rất mong là anh em sẽ gọi là ủng hộ những cái series thử thách như thế này của mình anh em nhá, bằng cách là cho mình một like anh em ơi, để mình có thêm động lực làm thật nhiều clip hay gửi tới mọi người nhá. Đấy ơi, lên đường một mạng. Ủa, có mấy thanh niên bây giờ mới xuống này, một mạng nữa rồi. Ôi, hai mạng rồi anh em ơi, quá đã quá đã, xoáy luôn nào. Thanh niên đang nhảy ở ngoài nhà mình này. Thôi rồi, cứ từ từ anh em ạ. Bậy. Bình tĩnh. Đây, bạn bắn UMP, bạn bắn Uzi thì làm sao bằng mình bắn UMP được. Ấy à. Nào, từ từ bít cái cửa ra vào đó anh em nhá. Đây, thằng này nó đang nhấp nhả góc bên bên cái nách này này đó, anh em thấy chưa, đặt tâm chuẩn một nháy là đi luôn, cực kỳ nhanh luôn. Cho nên là cách mà các bạn đặt tâm ấy nó cực kỳ quan trọng. Ôi ôi, tiếp thêm sức mạnh cho Tuấn HC là đây chứ là đâu nữa anh em ơi. Ô chạy này, xôi ôi, quá ngon luôn. Cái gì 50 điểm à, cái gì đây, Demisu 50 điểm đấy. Kiểu như là tiếng nước nào ấy anh em ạ. Cũng kiểu giống như kiểu mấy anh em Việt Nam hay đặt tên là trừ 50 chục điểm ấy. Đấy, đấy kiểu kiểu vậy. Thì thanh niên này chắc cũng thế, chắc dịch ra là cũng thế thôi anh em ạ. Thôi từ từ đã nhá. Mình đi kiếm khẩu sốc lọ nữa để cầm combo đấy bắn một cách nó ổn định. Ui, bên đây cũng có người này. Ui, nghe có vẻ thơm đấy. Đi vào trong nhà đấy rồi. Di chuyển này thì đáp bom không có lợi ích gì cả. Thôi từ từ đã anh em nhá. Để mình tính đã anh em ạ. Thanh niên này lăng quăng trong nhà đấy. Vậy là ui, nó đông lắm anh em ạ. Từ từ, mình phải tìm cách hốt một phát mà hết được cả đám này cơ. Ô, bắn nhau thì nó nhồi trái bom thôi. Một trái bom. Chết không? Cứ để trả lụa vậy mà không chết ai kìa. Ảo vãi nồi. Rồi, nó biết mình ở trong đây rồi. Toang rồi anh em ạ. Góc này không đẹp không? Phải lấy cái góc vuông này này. Đấy, cái góc vuông này là quá đẹp luôn. Team này mình nghe tiếng chân đâu đó phải độ tầm 3 mạng anh em ạ. Con này bắn rén thế nhở? Xong. Úi ôi, mày. Rồi, bị KS mất một mạng rồi. Thôi không sao anh em ạ. Người ta bảo là thả con săn sắt mà bắt con cá rô. Cứ từ từ. Ăn một mạng của Tuấn HC không dễ nuốt như vậy đâu. Kiểu gì cũng hóc xương thôi. Từ từ nhá. Mình vẫn đang sợ bọn này nó sẽ sồ ra. Ô, thanh niên này giống như kiểu thanh niên này nghĩ là mình bị bắn chết rồi. Ok, chạy long quang đi. Mình chỉ cần nốc được thanh niên này là team này sẽ chết với mình này. Team này chắc chắn chết mình này. Gạt này, không được rồi. Chạy sang bên nhà đấy luôn anh em nhá. Chim cút. Ui, tiếng chân của bạn nó ở đằng sau rồi. Mình phải gạt nhanh để cho gọi là nâng cao độ ức chế của team bạn lên cái. Khi người ta ức chế rồi thì tâm lý người ta sẽ không còn ổn định nữa đâu anh em. Lúc đấy mình sẽ khai thác. Ôi thôi xong rồi. Ai ôi. Nhờn này. Cầm sốc lọ. Thôi khỏi cần bơm máu. Úi giời ơi. Ngon. Hợp lý. Rồi ôi, quá thơm luôn anh em ạ. Trời đất ơi. Quá đẳng cấp. Rồi,
Như vậy là mình nghe thấy tiếng shotgun của một thanh niên nào đó cầm đến đây là chắc chắn là mình sẽ có shotgun để chơi rồi anh em ạ. Này có cả móc luôn này. Ui thanh niên này cũng cầm shotlọ luôn này. Hình như thanh niên này cũng có shotlọ đúng không? À thanh niên này. À thanh niên này không có shotlọ à? Ấy à. Chắc mình nhầm đấy anh em ạ. Không sao. Có combo này là bắn ổn định cho anh em rồi. Để mình lấy mà thôi. Cầm bắn trượt đi linh tinh rồi cuối cùng nhỡ bị bọn nó bắn không kiểm soát kịp là chết đấy anh em ạ. Còn có một tên thôi, hình như là vừa rồi mình thấy là 3, xong bây giờ chỉ còn một thôi thì mình nghĩ là combat nhau rồi. Là còn một rồi. Ô, ở trên. Nó vừa đứng ở trên cái đài luôn đấy anh em ạ. Mình vừa nhìn thấy luôn đấy. Có khi nào nhảy xuống không nhở? Mình nghi là thanh niên này nhảy xuống lắm. Bởi vì là đứng ở trên cái đài đấy ấy, dễ bị lộ lắm anh em. Rồi cứ từ từ. Bình tĩnh đã. Chạy một vòng đi. Nếu có thì mình bắn. Còn nếu không thì mình bắt xem là nó còn đứng ở trên đấy không. Chắc chắn là không rồi. 100% là không anh em ạ. 100% không thể nào mà giấu người kỹ như thế được. Đứng ở trên đấy không thể nào giấu người kỹ. À đây rồi. Bên phải. Ê. Đứng ở góc này không bắn được anh em ạ. Ê đứng đây. Nhồi cho bạn cái quả bom. Hết sảy luôn này. Hết sảy con 37. Vỡ mồm. Để mình đáp thêm cháy nữa. Đấy xong mình công luôn anh em nhá. Ô. Sao bản đồ còn có một. À thanh niên này chạy viền rồi. À đây rồi. Úi dồi ôi chạy bộ. Úi chết rồi. Gạt lẹ. Té. Thanh niên này. Lên đây. À. Ai giời ơi, cái chích lỏ. Chích lỏ thanh niên cầm DPS đúng không? Ui giời ơi, quá chính xác luôn. Bên nhà bên kia còn nữa. Đây, tiếng chân đây rồi. À, tôi đi đến đâu là Z Zone nó nổ đến đấy, khổ ghê luôn đấy anh em ạ. Buổi chiều nay cũng ăn hai quả Z Zone rồi chứ có gọi là ít ỏi gì đâu. Bắn cẩn thận đấy nhở. Không ló ra cửa sổ. Để check mình luôn anh em ạ. Để em. Mình kiểm tra lại. Cái đẹp trả lụa vai cả trường thật. Đi không hiểu sao lại có một thằng nó ngồi ở đấy anh em ạ. Ảo vai rồi. Ủa. Vừa rồi mình cũng đứng ở cái phòng đấy luôn. Mà làm gì thấy có ai nhỉ. Đẹp trả lụa. Đây rồi. Đường bay này. Không quay trở lại. Bắn thì giang hồ nó khinh anh em ạ. À, quả ngồi im ạ. Đến khổ. Không biết là. Ủa. Mình chạy ra chạy vô cái phòng đấy liên tục mà sao tự nhiên lại nó lại vào được cái phòng đấy nhở. Hay nó dùng móc nó bay qua nhở. Nhưng mà nếu mà dùng móc bay qua thì mình phải nghe thấy chứ. Mình có phải là bị điếc đâu. Ảo ma thật. Thôi rồi. Dù gì nó cũng chỉ có một mình thôi anh em ạ. Mình nghĩ đó là cái thằng ở bên nhà bên kia. Chắc là nó dùng cái móc qua thôi. Không sao. Đây, lấy tạm cái đồ của thanh niên này. Và mình xuống mình cho nó một viên sóc lọ mõm là nó gọi là xong việc luôn anh em. Là đắn. Chắc chắn là nó cũng nghe thấy mình ở đây rồi. Ở trong phòng đấy à cu. À, cho bạn trái bom. Đó, chết đi. Ủa, không có à? Ôi giời ơi. Chả lụa quả bom mà không chết á. Chào mừng các bạn đã đến với tuấnxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấn Xe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người.